đẹp thật sự. Một chai rượu người ta chạm khắc gì luôn hả ta? Lấy ra luôn. Đây. Nói chung em cầm em cũng gung tay anh. Thơm không? Thơm mà em nghĩ nó mặn lắm. Em thấy 52 độ. Dạ em cảm ơn nhiều, em đã coi luôn cơm anh. Dạ. Có quà nữa các bạn ơi. Mà cái nho này nho đặc biệt lắm. Hầu như chưa có ai có cái giống nho này ở Việt Nam để đó. Đó chính là lý do lấy cái chai này về mà nó thơm. Khỏi cần giới thiệu thôi. Hôm nay là một ngày không đẹp mấy. Tại vì đang mưa các bạn, hiện tại đang mưa luôn nè. Trời đang mưa luôn. Thì bữa nay mình làm vlog mình đi qua bên anh mình. Có ông anh ổng mời mình qua bên nhà hàng Vũ Vang của anh chơi. Nói chung mời mấy lần rồi. Mình cũng hơi ngại. Nhưng mà anh cũng mến hai đứa mình đó. Mến mình với Quỳnh đó. Nên mình cũng qua bên bệnh anh qua chơi với ảnh. Thì có dặn ý với bé Châu theo nữa nha các bạn. Thì bé Châu là camera của mình nha. Thì ý em có đi nhà hàng Vũ Quang qua chưa? Dạ em chưa. Nói chung là có đi nhà hàng chưa? Dạ rồi. Mà chưa đi nhà hàng Vũ Quang đúng không? Đúng rồi. Nói chung là mình hồi xưa mình cũng đi làm nhà hàng mà mình cũng chưa đi nhà hàng Vũ Quang. Các bạn ơi, mình cũng không biết uống Vũ Quang nữa. Thì em đi cho em. Chưa, tóm lại nhà danh không anh hỏi mộ. Nói chung mình cũng chưa đứa nào đi đó. Thì hôm nay qua bên bệnh mình làm vlog lại cho các bạn xem. Sẵn mình review đồ nhà hàng đồ luôn. Tại nói chung là mình cũng có nghe anh nói là ảnh là bên cũng không phải là làm riêng về nhà hàng không. Thì ảnh cũng cung cấp Vũ Vang cho cũng cả nước Việt Nam á, cũng rộng á. Thì mình thấy cũng thú vị nên mình sẽ làm vlog lại rồi review đồ, xem quy trình mình làm Vũ Vang được ra sao các bạn. Thì các bạn muốn biết video này như thế nào thì các bạn đi cùng tụi mình nha. Trời đang mưa nè. Bữa nay là một ngày không đẹp trời mấy nha. Mình là làm như lâu lâu mình đi ra đường trời nó mưa hay sao. Các bạn ơi.
Quỳnh Anh. Lấy ra luôn, lấy ra luôn. Chai này là duy nhất trên thế giới luôn đó. Wow, thật là đặc biệt các bạn. Đúng là món quà đặc biệt duy nhất trên thế giới luôn. Wow. Để em cảm ơn nhiều anh ạ. À. Dạ đẹp quá. In hẳn tên kênh mình với kênh Quỳnh trên đây luôn. Chúc kênh Minh Thuận với Quỳnh Anh hai kênh mới được đạt sớm đạt 100.000 sách. Dạ. Cũng có mang nước hoa chưa Thuận? Đó, em chưa mang nữa. Để em chờ tải có cái nhãn dạng rồi em đem luôn. Em mua cái máy laser luôn đi, về chủ động hơn em muốn in cái gì ở bên. Dạ. Cái máy đó bao nhiêu tiền đâu? Dạ. Cái máy đó bao nhiêu tiền đâu? Dạ. Máy đó chừng 45 triệu luôn. Dạ. Em cũng không biết cái máy đó nó làm sao luôn. Em muốn không bạch. Được. Quá đẹp. Em phá xe biết chắc em về nhà đâu. Em về nhà em không có nở uống quá. Em nhà em để chân quá. Uống đi mới có nữa chứ để đó thì sao có. Em không biết uống rượu vang nữa nè. Thấm đi. Dạ, nói chung em cũng không uống, em chỉ biết uống mấy cái rượu vang như là vài trăm ngàn, như là 1995 thôi vậy đó. Dạ. Thì cũng được rồi, uống từ từ lên đâu. Nói chung là em cũng mới uống. Thường anh thấy rượu vang anh, nó vẫn muốn có cái quy chuẩn nữa. Nó giống như là uống phải ăn với món nào nó hợp chai nào đó. Em cũng không đành, nói chung là em cũng biết sơ sơ thôi. Thì em từ từ biết thôi. Dạ. Đây là mấy bạn mới vô team của em hả? Dạ. Đây là bé Châu. Bé Châu là biết rồi, chưa biết bé này. Dạ. Bé thì em họ của em chứ giờ cũng mới lên luôn. Dạ. Có việc làm thì vô đây làm luôn bây giờ. Không giáo nữa. Quá trời tỉnh luôn. Tỉnh hoài không ra em. Ủa mình ở đây mình có mình, em bữa em nghe anh nói trời là sinh sản xuất luôn hả? Thì ở mình làm tại đây luôn hay làm có công ty? Cái đó là công ty khác. Yeah. Ở nhà, trong nhà là còn ở đây là chỉ có phân phối rồi tổng đại lý. Nói chung là đây là cũng lần đầu em vô nhà hàng Vũ Vang luôn. Chóng ngợp thật sự. Còn là Vũ Vang thôi. Cái này là xô dung Vũ Vang lớn nhất Sài Gòn. Dạ, đúng rồi đó. Nhà hàng thì em không có lớn bằng những nhà hàng khác. Mà xô dung Vũ Vang thì lớn. Dạ. Nhà hàng thì em cũng đi nhiều, với em cũng làm nhà hàng mà nhà hàng của Quang thì em chưa vô. Em vô thật sự chóng ngợp. Rất là nhiều loại của Quang đây luôn nè. Dạ. Trước khi tới đây nó bàn là nó chôn em á. Em kịch bản anh thấy nó kỳ kỳ. Dạ, rồi. Thôi bỏ. Dạ, rồi. Làm với đó. Dạ. Em thật sự nhiều, quá là nhiều loại. Đã Quỳnh thích ăn tôm đúng không? Đã... tôm xuất thái. Tôm sống ăn không được. Tôm sống ăn được không? Không được. Ủa anh, cái này là mình khăn giấy hả? Ờ, khăn nó để nước sạch vô nó sạch hơn mấy cái khăn ướt ở quán. Khăn ướt ở quán nó để sẵn nước trong đó mấy tháng. Ờ, khăn nén. Khăn nén nó nén, nãy em bỏ em tưởng cái viên thuốc gì để uống với rượu vang đồ không? Tại vì cái khăn các bạn ơi. Hay là cái thằng nén hả? Để về nước mới sạch hơn. Dạ, mới nãy nhìn em nhìn như là một viên thuốc thôi. Cho em đứng bên đây em nè. Em nhìn như là viên thuốc mà ra thằng cái thằng luôn. Nói chứ em cũng ngại với anh à. Nói gì đâu. Tới đây dẫn dẫn tới đây chơi. Tại không có khách cho nên anh kê bàn vậy, chứ có khách thì mình kiếm cái chỗ nào đó mình ngồi ở đây vòng vòng ở đây nhiều không gian lắm. Anh muốn đi coi không gian không? Để muốn đi coi tí. Để anh dẫn đi. Thật sự là em bước vô em kiểu bị chó anh ơi. Đấy, lần đầu em đi nhà hàng kiểu rượu vang. Wow.
như là có tay có cái thấy nó... cái phòng này là phòng rượu hiếm rồi, tinh xảo của rượu này. Đây là mao đài. Củ này củ gì á? Mao đài. Mao đài hả? Củ này nó củ nước nào? Lấy ra coi đây, của Trung Quốc á, mao đài Trung Quốc. Đẹp thật sự. Một chai rượu vang mà kiểu người ta chạm khắc gì luôn hả ta? Lấy ra luôn. Nói chung em cầm em cũng cung tay á. Thơm không? Thơm mà em nghĩ nó mảnh á. 52 độ. Nhìn nó Quỳnh. Quỳnh rồi, thơm không? Sao? Nồng. Nó nặng mà nó mảnh. 52 độ. 52 độ. Mạnh hơn rượu đế của mình nhiều. Chai rượu này là khoảng bao nhiêu anh? Chai này không có giá, anh có để chưng thôi. Dạ. Và hồi Tết mua về để bàn thờ đó. Nên bây giờ rượu này là của Trung Quốc thôi. Còn có những chai rượu này bỏ vô hộp. Đây là hộp quà. Em tưởng chai rượu bỏ vô hộp như này nữa. Rượu Ông Châu nè, rượu của Pháp nè. Trong nói chung em cũng không biết gì về rượu vang luôn. Có những chai rượu nhìn độc lão quá anh ha. Mấy này để sưu tầm thôi. Còn mấy rượu này mới để bán. Đây có giá sẵn luôn này. Nhưng chai này là chung em cũng không biết nước nào luôn. 2.4 triệu. Mấy loại rượu mạnh này là cũng trung bình thôi. Dạ. Rượu này là rượu mạnh á anh ha. Đúng rồi. Rượu Tây, rượu Pháp đổ thôi. Whisky. Không, rượu này uống xỉn say. Mao đài kia mới say kìa. Dạ. Cái đó 52 hả? Dạ. 52 độ. Mấy này thì chỉ có 30-40 thôi. Không gian. Không thấy cái mấy cái kiểu để như thế này thấy hay ha. Để mấy dây của bạn nè. Kiểu thì ở đây là cái showroom á, mình trưng bày sản phẩm là chính, còn bàn là để khách thưởng thức. Không, mà bước vô đây em thấy kiểu thoải mái, giống như là khu vườn là anh đang tiến. Đó là thấy chưa cô? Bước vô khu vườn gỗ à, mình cũng có tâm trạng mình nó thoải mái lên liền ha. Còn ở đây em muốn đọc sách hay gì đó là thư viện trong rừng. Đúng ha. Đây khu thư viện trong rừng. Trong này anh có 1000 đầu sách. Đầu sách này anh cũng từng đọc qua hết rồi. Cũng 30-40% thôi. Nó gồm có khởi nghiệp nè, lãnh đạo, kỹ năng quản trị nè, rồi về xây dựng decor, về kinh doanh, rồi về đặc biệt là về rượu vang là ở đây là nhiều sách nhất. Rượu vang Việt Nam khó kiếm lắm. Anh có khoảng 500 đầu sách về rượu vang với nhà hàng, món ăn, lịch sử, truyện. Thử một cung. Cái này về rượu vang anh à. Nói chung là em cũng đang muốn đọc sách. Em cũng đang thử đọc sách. Hôm bữa anh kêu em mua cái cuốn gì đó. Cuốn đó cũng khó mua. Nó đây là bằng khen của anh Hưng. Tăng ban chủ nhiệm chi hội Sài Gòn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn MTV. Mình được biết là anh Hưng, nói chung là bằng khen anh Hưng cũng chắc nhẵn. Dạ, bữa nhập nhà hết rồi. Dạ. Mà anh Hưng là học thạc sĩ hả anh? Bữa nói chung là mình cũng có nói chuyện với anh Hưng rồi. Anh Hưng là học thạc sĩ từ bên nước ngoài về nha các bạn. Thì hôm bữa nói chung là mình cũng nói chuyện với ảnh, ảnh gửi cho mình coi mấy cái video á, mình cũng chó ngợp với ảnh lần rồi. Thì hôm nay qua nhà hàng thì cũng chó ngợp với ảnh thêm lần nữa. Nói chung là bài trí rất là sang trọng. Mình lần đầu đi vô nhà hàng Gỗ Vang mà mình bước vô mình cảm thấy là thật chó ngợp, toàn là Gỗ Vang thôi. Mà nhìn kiểu cái thiết kế như là như thế này là em kiểu em phái. Như
kiểu mình có cảm giác như là mình gần gũi với thiên nhiên á, cây xanh á. Dạ, nói chung là chỗ này để thưởng thức, mọi người đến để chill là chính, chứ không có ăn nhậu gì nhiều. Dạ. Nói bên chung trên, bên trên đó là cái chỗ barbecue. Dạ. Mình ở trên. Nói chung là bản thân là công việc là ăn khói ngủ vang thôi chứ là chính, đúng không anh? Ừ. Nói chung là cái nơi này giống như là để cho khách rồi người ta tới thưởng thức rồi, giống như show gum anh. Show gum anh có phục vụ ăn uống. Không khí ngoài trời anh ha. Ừ, mình làm thịt nướng. Dạ đúng rồi. Anh thân có nuôi thêm mấy con vẹt nữa. Nó không có dạy nó hết. Mấy này thông minh lắm á, mà ít người tiếp xúc với nó. Hồi trước anh mới mua về là con nít chơi với nó được luôn á. Dạ. Bây giờ chắc không dám đâu. Nó không giữ thôi. Giờ nó giữ lại. Nói chung là qua đây cũng lần đầu qua nhưng chơi các bạn ơi, nói chung là cũng có nhiều cái bất ngờ. Hôm bữa nói chuyện rảnh là có nhiều cái bất ngờ. Thì giờ mình đi xuống, mình xuống dưới mình thưởng thức cơ các bạn. Nói chung là em mới nhập chai rượu vang trắng ngon lắm. Mà uống bia ha. Dạ. Uống bia anh có cái máy này nè. Máy này em để qua cái máy này thành bia tươi. Bia thường 33 bình thường luôn, nó thành bia tươi. Ủa sao hay vậy ta? Cái này là được sắc tăng tại Mỹ đầu tư mấy chục triệu đô đó. Để mở rộng sản xuất toàn cầu á. Cái này là bây giờ mới có. Cái này là từ bia 33 anh góp vô rồi ra bia tươi. Hay dữ vậy? Em biết bia tươi ở quán nó bán nhiêu một ly không? Một ly vậy nè. Dạ. 90.000. Có chỗ 120. Hay ha. Đúng là nhiều cái bất ngờ. Đâu em cho em thử. Thử ha. Thử ha. Dạ. Công nhận đẹp thật sự. Nói chung cũng cảm ơn anh Hân nhiều các bạn ơi. Anh cũng cho mình quá bất ngờ. Các bạn thấy không, chai rượu của Thận với Quỳnh, chai rượu này chắc mình không nỡ uống rồi đó. Đẹp ha, chai rượu đúng là chống hợp với nhà hàng của Quang. Qua chơi mà còn được tặng chai rượu Quang như thế này nữa, thật sự thích. Cái chai đó là chỗ giới là không có luôn, độc nhất vô nhị luôn. Cái này là anh Hân anh làm cho mình luôn nha các bạn. Bởi vậy chắc em không nỡ uống nè. Chắc em không nỡ uống nè. Em đi rồi có anh thôi. Lẽ ra cái này là Tiger bình thường đúng không? Dạ. Cái này mình uống nguyên chất trước đi, để thử cái đẹp nhau ha.
khoan để anh bỏ vô cái máy này ta. Không, cũng cái lon này đúng không? Anh bỏ vô cái máy. Em cũng thấy thầu thương lắm á, mới nghe luôn. Gắn pin vô chưa? Rồi. Cái này xài điện hoặc pin. Em đi dã ngoại mang đi theo được luôn. Còn ở nhà thì gắn điện vô xài nó mạnh hơn. Thấy không? Rồi. Cái này là một cái gì vô anh? Máy này có hai dòng, nó khác cái vật liệu thôi. Cái này là nhôm cao cấp mạ đồng hoặc là vàng. Còn cái nữa là nhựa cao cấp thì nó rẻ hơn. Cái nhôm này là 5.950 triệu, cái giảm 20%, còn 4.9 triệu mấy. Còn cái nhựa cao cấp là 4.950 triệu, giảm còn 3.6 triệu, tính ra 20% luôn. Tính ra cũng không mắc ha. Nếu mà mua một cái này để dành đi du lịch đồ vòng vòng thì nó hay. Thì cái máy này nha, bỏ cái lon vô đúng không? Dạ. Em gạt, đầu tiên là em gạt ra lần trước để lấy bia. Máy này nó làm cái công nghệ là Sonic Wave, là công nghệ sóng âm á. Nó đánh tan phân tử bia, nó hút lên nó đánh tan phân tử bia, nó làm dậy men bia, nó làm tươi bia. Thì gạt lần trước để lấy bia là nó thành bia tươi rồi nè. Mà bia tươi nó có một cái đặc tính nữa là nhiều bọt. Thì mình gạt ra đằng sau để lấy bọt. Thì nó cũng qua, luôn. Qua cái sóng âm đó nó wow. Wow. Là gạt ra trước nó không có bọt, gạt ra sau có bọt. Bia tươi là sao? Em không hiểu đó là bia tươi em không biết sao sánh ngoài tiệm. Không biết. Thì người ta bán ly giống như mấy ở ngoài Bùi Viện đâu hay là phố đi bộ đâu, người ta hay có mấy tiệm người ta bán bia theo một ly. Mà nó theo ly mà nó rót từ vòi ra đó em. Được dạ. Cái bình lớn. À là cái bình bự đúng không anh? Đúng rồi. Mà em cứ nghĩ là mấy cái bình đó là bia đó. Cảm ơn anh. Đó em bây giờ em so sánh cái các này thật sự em ơi đây quỳnh em so sánh hai cái anh biết sao không? Cái này nguyên chất này. Em là cũng em uống bia, em cũng lâu lâu em hay uống bia nhưng mà em phải uống có đá mới uống được. Còn như là cái này bỏ vô là em đi giỏi nè. Còn cái này nó khác hoàn toàn, cái này giống như nó nhẹ hơn, nó nhẹ hơn mà nó uống có vị hay, để nó tách phân tử bia ra để nó làm dậy men bia. Nó làm tươi bia cho nên em thấy nó hay thật sự các bạn ơi. Có nghĩa là nó vô người em nó thẩm thấu nhanh hơn, tại nó tách phân tử bia rồi thì nó nhẹ hơn, nó dễ, nó đỡ say hơn. Tại nó thẩm thấu dễ hơn qua gan. Hay hả? Đúng rồi, cảm thấy nó nhẹ, nó nhẹ hơn mà nó uống cũng có vẻ ngon hơn nữa. Ngon hơn chắc béo hơn đúng không? Đúng rồi, có béo hơn. Nhưng mà thường là em muốn xét, em muốn không được. Vô nó nặng quá, nó gắt, nó giỏi liền. Cái này được đúng không? Dạ, cái này được. Bán này như thùng. Dạ. Dạ, nói chung là em cũng đang làm cố gắng. Để cho em thử luôn ha. Em lấy thêm ly. Không nói đặc biệt hơn, nói chung là em cũng mới thấy luôn đó. Cái này chắc ở Việt Nam cũng người ta cũng chưa có bán nhiều hả anh? Cái này là ở thị trường Mỹ mà đúng không à? Cái này là Mỹ mà bây giờ nó mở rộng toàn cầu rồi. Cái này là nguyên chất á. Lát em thử so sánh hai cái, lấy thêm cái ly nữa, những cái lon này mà em có tiền á đúng không? Nếu mà đi du lịch mà cầm cái máy này không tiền, có cái để nhà bạn bè tới cũng hay. Mà cái này nhiều người ta nói nó rót từng ly á, nó không có kịp. Nhậu dân nhậu là không có kịp. Mà bây giờ cái này mình muốn bia ngon, bia thưởng thức thì phải chịu thôi. Ra tiệm mình cũng phải, nó cũng phải rót từng ly cho mình. Chứ nó đâu có liên tục như là bia bình thường nữa. Đấy à. Mà bia tươi nó có cái tính chất đó, nó bọt nhiều như thế này nè thì nó tan bọt rất nhanh, cho nên em mà uống nhiều á, một cái ly bia tươi mà rót nhiều cái ly lớn á thì nó thành bia bình thường mất, rồi nó tan bọt. Còn nó bây giờ nó tan bọt không, anh thấy sao? Em so sánh hai cái ly thế sao ấy, chưa qua máy, ly qua máy. Ly này kiểu uống bọt lắm, có bọt không? Ly này uống thì nó em
thích cái nào hơn? Cái nguyên chất hả? Dạ. Đô này mạnh lắm ạ, hơn đô là đô nhậu á. Em thích đô cái nguyên chất hơn hả? Dạ. Nhưng mà anh thấy cái này nó cũng ngon hả? Đúng rồi, nó bình thường là uống phải có đá đúng không anh? Ừ. Mà cái này là uống mà không cần đá. Nó cái những người mà uống thích uống mạnh á, là người ta thậm chí phải uống mấy cái bia nhập khẩu này nè, mấy bia gọi là bia thủ công á, 7-8 độ á. Ở đây anh cũng có muốn thử bia thủ công không? Em hỏi rồi không biết đường dài. Chứ nói chứ em cũng uống hơi được hết à, mua dài lon. Dài lon là được rồi. Dài lon thì mỗi ngày thêm lon. Em lấy cho anh cái chai bia Sài Gòn Yos với lại IPA, hai chai, mỗi loại hai chai đó, chai lạnh đó. Sao thấy ở đây tới Phượng thấy sao, mình thấy sao, em thấy sao, nhận xét em bắt đầu xem. Cho ý nhận xét trước đi. Có cảm thấy đồ nói chung là em con nước cũng ngại em nói. Nói chung là em cảm thấy là chóng ngợp thật sự. Nhiều gỗ vang em chưa, bây giờ mà nói chung là chưa vô nhà hàng gỗ vang mà em vô thấy đúng là, với lại cái không khí anh làm thêm cây xanh như vậy em thấy dễ chịu. Kiểu em bước ở ngoài vô, đang ở ngoài thành phố đang đi đường mà em bước vô cái em dịu xuống liền. Nó dễ chịu, lại thấy nó sang trọng anh. Sang trọng mà giá bình dân lắm, đừng có nghĩ là mắc ha. Ở đây không phải nhà hàng, nó mắc sâu lung. Mình cách mình bày trí là để thưởng thức. Là giá không có giá bể. Tôi nghĩ là ảnh chỉ cái để tiếp khách cũng cùng đam mê gỗ vang được tới thưởng thức thôi các bạn. Thì nói chung là ảnh cũng phân phối gỗ vang mà. Là mình chai này cho nữ, bia cho nữ, bia thủ công và cho nữ có 2.5 độ thôi. Là có bằng một nửa lon Heineken, là một nửa. Yeah. Là cái này. Cái này lót vào đây hết đi. Đây. Của bia này là của nước nào đấy? Của bia này bia Việt Nam. Việt Nam à? Sẽ không biết à? Rất là nổi tiếng. Bây giờ ở Sài Gòn. Nó gọi là sao anh? East West. East West. Nó Đông Tây á. Em coi nhãn bên này nè, Made in Việt Nam. Không phải không có đi em thử đi. Đúng không anh? Được. Dạ. Bảo đảm được. Em xem này luôn. Cái này giống như là không có nặng hả anh? Đó, 2.5 độ thì cần làm như này. Việt Nam nữ hả anh? Em muốn luôn chai luôn. Ở đây anh thử cái chai nam thì ra nó có mạnh không hả? Được không? Cũng giống cái gơ mà kiểu mùi khác. Ừ, nó nhẹ, dạ. Nhẹ lắm. Đúng rồi. Anh coi nó có mùi hơi nhẹ. IPA này mới nặng nè, IPA này 6-7 độ là 6 độ 7 á. Cô Nam nặng thế này. Cái này là... Em thử không? Mình thử luôn. Em thử không? Em thử không? Ba cái bia nặng là em uống không có đá uống không được. Nhẹ giống như là cái gì sao? Cái gì? Thì châm bao á nhưng mà nhẹ hơn nữa. Đúng không? Cái này là nặng đâu anh, thử cái uống nhẹ của em nè. Không không, em uống hết rồi. Không, em ở Việt Nam này không biết mấy cái chai uống này của Việt Nam nữa. Bia, bia. Với mấy bia chứ. Không ha. Này có Thuận uống chừng 2 chai là quắc một cọc. Em nghĩ là cái này nè, một chai không biết được chưa. Xong cái này nhẹ nè.
đúng không? Cái này đúng rồi, nó cũng kiểu cái này em thấy uống cái vị sau cùng là hơi đắng đắng, hơi nhậm nhậm đắng đắng luôn. Rồi nó là IPA, nó là đặc trưng của IPA, đồ đắng nó nhiều. Còn cái này nó kiểu nó cho nữ, nó cho nữ nó nhẹ giống như trầm bầu vậy mà nó nhẹ hơn chứ. Dạ, nhưng mà nó có cái vị chát của bia nha. Đúng rồi, bia. Còn strong bowl á là nước trái cây, nó có vị ngọt. Còn này nó có vị trái cây, có bột. Em cũng lần đầu sợ mấy cái loại bia mới này luôn. Giờ mới tập cho em uống thử ban rượu ban nè, ban ban trắng. Uống ít thôi. Trời ơi, mới nhập chai này cũng thấy cũng ngon. Cái chai này là Romania. Xuất xứ của nó Romania, là của một người Việt Nam cũng mua lại ảnh được 250 hectare chợ do rượu vang ở Romania. Thì họ qua đây, họ mới hôm qua và chào anh để cái chai này để thấy anh uống thử đồ ngon lắm, thơm nên nhập về để giới thiệu cho mọi người khách hàng ở Việt Nam, một sản phẩm của người Việt Nam sở hữu ở Romania cũng khá hay ha. Cái hãng rượu này là thành lập từ năm 1997. Mà cái nho này nho đặc biệt lắm, hầu như chưa có ai có cái giống nho này ở Việt Nam để bán. Đó cũng chính là lý do lấy cái chai này về mà nó thơm. Em muốn rượu vang nhưng mà em nghĩ nha, rượu vang là mấy cái rượu mà đỏ đỏ lắm anh. Có vang trắng vang đỏ. Em biết rồi, nhưng mà em nghĩ mấy cái rượu vang mà đỏ là toàn là ngọt thôi. Không, nó vang chát, nó phải chát. Nó chùi với nó chát. Nhưng mà từ xưa em bắt uống rượu vang thôi, nhưng mà em cứ nghĩ là rượu đỏ nó sẽ ngọt thì tự nhau thôi đó. Nếu mà ngọt thì đâu phải gọi rượu vậy, nước trái cây rồi. Thôi nhưng mà có nhiều bình rượu nho nhâm nhâm mà. Rượu vang người ta còn gọi là rượu chát đúng không? Yeah. Rượu chát nó phải chát. Chát nó chua nữa. Lúc trước em mua cái rượu kia nó chua nữa. Chua ngọt cay là tùy giống nho. Đây nó chưa ha. Này nó chưa được lạnh mấy. Này em phải lắp. Lắp cả không cầm vậy là sai rồi. Em không biết người đầu nó cầm mấy cái gì vậy? Đúng rồi, cầm như Quỳnh á. Lắp. Lắp cho nó xoay tròn. Nè, em không biết lắp nữa. Xoay tròn em lắp đó, lắp giống Thuận vậy là đúng đó. Lắp sao cho quay là Quỳnh. Lắp lại. Em cầm vậy thử coi Quỳnh. Cầm về lắp dễ hơn không? Lắp gì nè, lắp theo nó cho nó nước nó tự đi á. Kiểu lắp theo dòng nhưng mà nó cứ nhảy tùm lum. Thuận chiều nào, em thuận lên nói chung là kim đồng hồ em đây, em đây ừ. Thì em cứ làm đầu cũng vụ ban trắng này các bạn ơi. Nói chung hồi xưa mình không chỉ đi mấy cái loại 95, 96 đồ chỉ có 2-3 trăm bao nước chậm thôi. Tập quay. Đó, tập quay. Em thấy hả, trong phim là những quý cô sành điệu là uống rượu cầm lắc lắc. Đó em quay được á. Đó em quay được rồi đó. Nhưng mà phải nhẹ nhàng lượt tí nó mới sang trọng. Đó, cái này là tập quay nè. Tập quay em nhấc lên quay. Cái này nếu mà mình quay vậy nó có công dụng là sao? Nó tạo ma sát. Nó tạo ma sát lên trên ly rồi nó dậy mùi. Yeah. Em hửi, bắt đầu em mới hửi. Đó thấy không? Em không quay là nó không lên mùi nhiều. Em có cảm giác như nó có mùi của lúa mạch sao anh? Ừ. Có mà. Cái đặc trưng này là nó có mùi trái cây là vải thiều. Đúng rồi, trái vải. Em nghĩ thôi, sợ. Thì rất là đặc biệt. Không có rượu vang nào mà có mùi vải thiều được. Và vải thiều là đặc, cũng là trái cây của Việt Nam. Được. Em thử chưa? Em thử chưa? Em mới ngửi thôi em đã. Nhưng nó cũng cái ngọt
chua và đủ, mà cái vị nó vị lá thiều rất là rõ, đúng không? Uống vô làm như em thấy nó thấm vô lưỡi em liền luôn á. Lúc thấm liền luôn. Em sẽ ăn ngon hơn. Hôm nay hải sản nhiều là uống vang trắng thì khởi động em sẽ ăn ngon hơn. Chức năng của vị vang là nó tôn vinh cái vị giác, nó làm cho đồ ăn nó ngon, nó theo cái sự kết hợp giữa giống nho và cái đồ ăn. Cơ bản là uống vang trắng thì mình phải ăn thịt móng trắng, uống vang đỏ thì mình ăn thịt móng đỏ. Thịt móng trắng là gì? Tôm, củ quả, có tôm tính là mà tôm hải sản là móng trắng. Còn thịt móng đỏ là gà, bò, heo, nai là mình uống vang đỏ. Cơ bản xích lại đây là các bạn mình thấy cái cách mà làm một cái dĩa đồ ăn về mình muốn thấy phái nhìn có một cái cây gì nè, bò. Cái này món là món bò, bò đặc sản, nhìn con bò này quá. Bò này là món gì? Bò muối kiến. Bò muối kiến vàng đúng không? Đúng rồi, hay thật sự. Mình ở đây mình hướng là trình bày để thưởng thức. Dạ đúng. Dạ. Kiểu mình vừa ăn ngon, cái nói chung cái miệng mình mà mình cũng cái mắt nhìn của mình nó cũng phải thẩm mỹ. Thẩm mỹ. Nói chung là em cũng lần đầu mà vừa ăn mà vừa thưởng thức như thế này, vừa kiểu em cũng lần đầu mà vừa ăn mà vừa thưởng thức mà vừa uống mà nhâm nhi kiểu này. Lát có mấy người trong nhà anh tới, nghệ sĩ đàn rất là hay, anh tới chơi đàn này, chơi piano chơi. Tại cuối tuần anh hay rủ bạn bè tới. Nói chung là cũng nói chung lần đầu được thưởng thức những thứ. Bây giờ tắt máy đi, là mình ăn chứ vừa ăn vừa chiến đấu, mình quay đấu được. Cho bé nó lại. Lắc. Đâu, uống cảm nhận thôi ơi. Không, mà kiểu em thấy nó đúng là kích thích vị giác thiệt. Nó uống vô cái nó thấm vô lưỡi liền. Nó thấm như giống như nó tan, em cảm giác nó giống như nó thấm nó tan rồi. Em ăn thử. Chức năng thiên phú của rượu vang mấy chục ngàn năm nay nó là vậy mà. Sao? Dạ. Nó tôn vinh vị giác. Nó thơm. Dạ. Thơm mùi gì? Mấy cái mùi này. Cái mùi giải nó cũng, ví dụ mùi giải lên men nó cũng giống như cái mùi của lúa mạch thôi. Em thấy nó cũng giống vậy. Em muốn qua cái bia tươi rồi nè, để nó tan bọt. Béo không? Thank you.
Hay quá. Đấy, dùng mình cái. Dạo anh. Yeah. Anh dạo rõ chưa? Qua đây. Anh với em Sơn á là đi tiếp khách từ chiều tới giờ. Bây giờ. Từ lúc mình làm VV ra đó. Ừ. Ừ. Thôi tặng thêm bài ý ẹn nữa đi. Trời ơi, mày tính xíu đi. Giờ đi tính. Không, không, sao phải đi. Phải đi sau mà trời đất. Không sao, không sao, không sao. Coi hiểu ở đây, hiểu ở đây. Ok hết. Vô. Vô. Còn, còn. Vô nha. Dạ. Chân tình, chân tình. Cái này là rất chân tình. Rất là quý. Nhưng mà nó... Nên mấy đứa em làm YouTube, có hai cái kênh YouTube mời qua đây để ăn tối cuối tuần thôi. Mấy đứa dễ thương. Không, mà cái đèn, cái đèn này gọi là đèn gì bên? Các cột điên. Ở Sài Gòn thì chắc cũng được 5-7 người biết đờ này thôi. Dạ. Em thấy nó quá trời nhiều nút luôn, nhưng bên đây là nó thêm một cái vàng bên đây nữa. Bên đây là quá nhiều luôn nữa. Dạ. Nó nhỏ giờ chơi không phải. Sơn là lão làng nhất. Dạ. Trong nghệ sĩ đàn các cột điên. Dạ. Quá hay. Nhưng mà nó phát âm á, cái kiểu dơ ba ke. Các bạn, nói chung là bữa nay là, qua anh Thân chơi cũng nhiều cái bất ngờ. Vừa được thưởng thức củ vang nè, vừa được thưởng thức âm nhạc nữa các bạn. Chơi hồi nó tưởng đâu mà nó biết đánh bài đó. Vừa được thưởng thức củ vang mà vừa được thưởng thức âm nhạc nữa, còn gì bằng. Anh chi anh Sơn chi chi anh tên gì là anh tên gì tên là gì ủa chị anh Sơn anh Sơn bạn thân của anh Hiếu em của anh Hiếu vậy alo anh Hiếu em là người thôi bây giờ anh em mình vì nhau nhỉ vậy gì vì kính gửi anh Hồ Phước Hiếu đàng hoàng là anh gửi anh đúng không là em gửi anh đúng không không anh gửi em cái gì dụ gì vậy gì mà cái quê quê kinh khủng vậy về đây tặng cho em quý vị hỏi chứ giờ sao hỏi chứ giờ sao cái này là tặng cho em đại ghê vậy? Dạ đại tặng cho em. Để anh. Mày có hôm qua cho luôn với đại. Được không? Anh uống gì vậy? Rồi rồi. Cái này của em ha. Đây đây. Cái này không? Cái này không?
Nguyễn Văn Huệ với lại là thì ở đây là showroom Vũ Quang, nói chung là anh Hưng cũng là nhà phân phối Vũ Quang của Việt Nam các bạn ơi. Chị em ơi, lá xanh rồi cũng phai màu, lỡ duyên mình bên nhau, ai ngờ lại xa cách nhau, chào chào trên mái đầu. Tâm tư nên hoa nhau qua bao nhiêu dài dòng, mà lại nữa qua cầu xa. Buồn làm chi anh ơi, thế duyên phận cũng đã đành, tiếc một đời xa xa. Quá tuyệt vời, quá hay luôn. Nói chung là ở đây là cũng showroom của anh Hưng. Tiếp những người bạn như thế này các bạn, những người bạn cùng đam mê, cùng sở thích. Thank you.
say quá ngủ giờ hàng mới dậy các bạn ơi, ngủ cũng hơi trưa rồi, mặt trời lên luôn rồi. Thì nói chung là mình cũng cảm ơn anh Hưng với EY cũng cho mình buổi tiệc và món quà vô cùng tuyệt vời các bạn ạ. Thì đây nè các bạn, đây là kiểu ảnh tặng cho mình chai của vang Mỹ các bạn. Rồi ảnh khắc cái kênh, hai kênh YouTube của mình và Quỳnh luôn nha các bạn. Khắc vô cái chai này luôn, thì hồi tối mình cũng có coi rồi nha các bạn. Nói chung là mình cũng cực kỳ thích luôn. Nói chung ảnh cũng chúc mình ráng làm lại được kênh YouTube với lại phong độ các bạn ơi. Thì nói chung thì cũng mọi người đều cũng ủng hộ mình tới vậy, thì giờ mình cũng gắng mà phát triển các bạn ạ. Mình gắng xây dựng thêm kênh Minh Thuận này nữa. Thì cái kênh Thuận này của mình bị mắc á, thì kênh nó chỉ quay được John thôi, mình cũng quay John thôi, không có quay được nhiều. Giờ sẵn cái thế này mình quay vlog, quay khám phá, quay nhiều thứ mình thích hơn. Mình nói chung là mình thích quay nhiều thứ lắm. Thì sẵn cái đợt này mình sẽ quay kênh vlog này, quay nhiều thứ. Với lại trong kênh cũng có rất là nhiều thành viên mới và có ý nè. Rồi bé Châu rồi nữa, bé Châu hôm bữa nó ở dưới quê, nó lên đây xong rồi nó nhớ nhà về quê, giờ nó lên lại. Thì nói chung là cũng nhiều người lắm rồi. Thì tụi mình sẽ quay vlog đồ sẽ rất là vui các bạn ơi. Các bạn nhớ đăng ký kênh đồ ủng hộ theo video mình với nha. Thì nói chung sẵn đây cũng cho Thuận giới thiệu một xíu. Thì đây nè, cái shop của Thuận làm cũng mới hoàn thành được khoảng 50% thôi. Người ta cũng đang làm thêm bên đây nữa, với lại hàng nước hoa mình đang về nữa nha các bạn. Thì đây là số móng tay nha. Thì các bạn cho Thuận giới thiệu kiếm cơm tí nha. Đây này các bạn ơi, mấy mặt hàng này bên shop của Thuận bán. Cái này là sơn móng tay OB của Mỹ nha các bạn. Đây là một trong những thương hiệu lớn nhất thế giới nha các bạn. Nếu mà các bạn nào, bạn gái nào mà xài sơn móng tay mà hay xài, chắc chắn sẽ biết thương hiệu OB này là của Mỹ nè. Đây, thì mình cũng có nhập hàng thì giờ mình bán. Nếu mà các bạn yêu thích sơn móng tay rồi thì cũng có thể có rất là nhiều loại màu, mình nhập cũng nhiều lắm các bạn ơi. Mình cái này là mình lấy lên làm mẫu cho các bạn xem thôi nè, đẹp bằng màu rồi, đẹp rất là nhiều loại màu luôn các bạn. Thì các bạn mà yêu thích thì các bạn cứ bấm vô link shop của Thuận, có để dưới phần bình luận á. Thì ngoài sơn móng tay ra Thuận cũng bán thêm là lăn khử mùi nè, lăn khử mùi cho nam. Cái này là mình cũng nhập khẩu từ Mỹ luôn nha các bạn. Nè, đây là các bạn, rất là thơm, mùi bạc hà các bạn ơi. Cái này mình nghĩ là mát lạnh, mình xài là mát lạnh luôn các bạn. Nó tới là nó khô thoáng, nó mát mẻ. Nói chung là mình cảm thấy mình có xài qua rồi, nói chung là tốt. Xài rất là, người mình có mùi hôi hơi hôi chua một xíu là xài khác hết luôn nha các bạn ơi. Thì cái này của nam, còn cái này của đô rồi của nữ. Cũng mình cũng nhập khẩu luôn, mình cũng nhập từ Mỹ hết luôn nha. Tất cả đồ mình bán đều nhập từ Mỹ hết. Thì đây, của nữ là nó có cái này nó bằng sáp, cũng thơm cực kỳ luôn các bạn ơi. Nó tới là 72 tiếng đồng hồ nha các bạn, thơm cực kỳ, nó bằng sáp nè. Cái này là hiện tại Quỳnh nó cũng đang dùng luôn. Thì shop mình cũng có bán luôn, thì mình cũng có mình làm ra shop rồi. Nói chung là mình cũng làm một trang rồi một cái shop ở trên mạng luôn. Thì các bạn cứ bấm vô đường link bên dưới là các bạn có thể đặt được hàng của mình trực tiếp nha. Thì đây, thì cái này là mình đang phủ thôi. Nước hoa thì mình đáng chính là mình nhập nhiều nè, mình nhập tới gần 100 mẫu nước hoa luôn các bạn ơi. Có những chai như 540, Lelabo 13, mấy chai mắt cũng có. Nói chung là mình nhập, mình cũng nhập được gọi là từ cái giá trung bình đó, tới giá cao luôn nha các bạn. Thì giá trung bình là nói chung là của hãng Adidas nè. Nói chung là Adidas này cũng thơm, mình thấy cũng cực kỳ thơm luôn. Cái này thích hợp cho mình xịt vòng vòng nhà, hoặc là uống cà phê với bạn bè. Rồi nếu mà mấy bạn chơi thể thao, bóng đá rồi thì xịt cái này là, nói chung là hãng Adidas là thể thao mà các bạn, nên thích hợp cho những người chơi thể thao nha. Thì chai này cũng chừng 300 mấy, 400 ngàn một chai vậy thôi. Là nó, cái chai này là có hộp đồ đầy đủ hết nha các bạn ơi. Thì cũng là mình nhập từ bên Mỹ, có hóa đơn chứng từ đầy đủ, các bạn đừng yên tâm. Nói chung là các bạn mua hàng bên Mỹ là các bạn yên tâm, không sợ mà mua lầm hàng mà bị mất tiền. Nếu mà cứ
mọi vấn đề gì thì mình sẽ đền bù được cho các bạn hết. Nói chung là mình sẽ ở đây, mình sẽ chịu trách nhiệm hết mọi cái gì. Nói chung là mình sẽ chịu trách nhiệm nha các bạn ơi. Thì đây có những thương hiệu như là Versace, mình là Mastercard, rồi Montblanc. Nè các bạn thấy một chai nước hoa mình nó đẹp không các bạn? Đẹp kinh khủng không? Đó, chai này cũng thơm cực kỳ luôn. Nói chung là mấy chai nước hoa hiệu này thì một chai chừng 2-3 triệu, 3-4 triệu cũng có. Tại thương hiệu nổi tiếng các bạn. Một chai 2-3 triệu, 3-4 triệu, 1 triệu mấy cũng có. Như Adidas vẫn là chính hãng, nhưng mà chính hãng của Adidas thì nó cũng giá tầm, mới nãy mình nói rồi, 300-400 thôi. Còn CK nữa các bạn, cũng có những hiệu cũng trung bình rồi, như CK này thì cỡ 1 triệu 2. Thì CK này là giật bữa giờ mình xài, mình cũng vẫn xài CK luôn nha các bạn. Mình vẫn xài CK luôn. Thì các bạn mà muốn mua nước hoa hiệu này mà cảm thấy mua một chai full vậy thì mắc quá, các bạn có thể mua bên Thuận Thuận Chiết ra một chai 10ml như thế này. Một chai 10ml như thế này thì tùy theo chai thôi, giống như các bạn muốn mua thương hiệu của Versace đi, mà các bạn mua 10ml thì tầm cỡ 200 mấy 300, cỡ 300 á, 300 là 10ml như thế này, mình chiết từ chai chính hãng này ra cho các bạn. Đó, là cho các bạn dùng thử rồi. Thì đó, nói chung là Thuận cũng sắp hoàn thành đồ hết cái shop của Thuận rồi. Nói chung là còn hàng hóa là mình sẽ để lên, và mình sẽ dẫn cởi rồi, nói chung mình làm hết cái này lại luôn. Thì về trên nói chung là trên mạng thì mình cũng làm xong cái shop rồi nha các bạn. Các bạn vô phần mô tả với phần bình luận đó, thì các bạn có thể bấm vô link đó và tới shop Thuận trực tiếp luôn. Shop Thuận là tên bắt shop nha các bạn ơi, là Thuận và Google shop. Thì nói chung là mình cũng mong là nói chung làm được các bạn, làm được để mình quay YouTube rồi nữa, mình có tiền mình đầu tư vô quay YouTube chỗ này, mình cũng chịu quay đúng không các bạn ơi. Mình cũng chịu đầu tư đồ clip, các bạn nhớ theo dõi đón xem nha các bạn. Còn bây giờ thì chào các bạn ơi. Nói chung là mình cũng còn hơi mệt, mình nói lẻo lưỡi tùm lum hết các bạn ạ. Tối hôm qua nói chung mình cũng vui quá. Cảm ơn anh Hưng nha.